Giá vàng hôm nay ngày 12 tháng 1 tiếp tục rơi vào trạng thái tăng giảm bất thường khiến nhiều nhà đầu tư lỗ nặng. Thời điểm này, giá vàng dường như đang trải qua một giai đoạn chuyển dịch lớn khi nhiều nhà đầu tư rời bỏ kênh trú ẩn an toàn của mình. Giá vàng trong nước mở cửa phiên giao dịch sáng ngày 12 tháng 1. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 55,86, 56,46 triệu đồng sẹt lượng, mua vào, bán ra, giá vàng hôm nay, giá vàng hôm nay ngày 12 tháng 1 giá vàng trong nước. Giá vàng thế giới, giá vàng Svit giá vàng tiếp tục biến động khó lường cùng thời điểm. Công ty bảo tính Minh Châu niêm yết giá vàng SJC ở mức 55,575, 56,43 triệu đồng lượng, mua vào, bán ra. Giá thương hiệu vàng rồng thăng long hiện cũng được niêm yết ở mức 54,53 đến 55,32 triệu đồng lượng, mua vào, bán ra tập đoàn Doji niêm yết giá vàng SJC ở mức 55,65 triệu đồng lượng chiều mua vào và 56,50 triệu đồng lượng chiều bán ra, tăng 350.000 đồng lượng theo chiều mua vào và 500.000 đồng lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch gần nhất. Phú quý niêm yết giá vàng SJC tại mức 55,90 đến 56,40 triệu đồng lượng mua vào, bán ra, tăng 500.000 đồng lượng ở chiều mua và 450.000 đồng lượng ở chiều bán so với phiên giao dịch gần nhất. Giá vàng thế giới tính đến 6 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới hiện đang giao dịch quanh ngưỡng 1836 USD/ounce, giảm 19 USD/ounce so với phiên đầu giờ sáng qua. Giá vàng thị trường quốc tế tiếp tục giảm sâu do bị lu mờ trước nhiều loại tài sản khác trong bối cảnh thị trường thế giới có nhiều biến động khó lường. Thị trường vàng rơi vào một áp lực chốt lời lớn, nhiều nhà đầu tư đã rời bỏ kênh trú ẩn an toàn này. Giá vàng hôm nay, giá vàng hôm nay ngày 12 tháng 1 giá vàng trong nước, giá vàng thế giới. Giá vàng Sviet giá vàng thế giới hôm nay tiếp tục giảm mặc dù vậy, giá vàng vẫn sẽ được mua vào sau khi chạm đáy vì đại dịch COVID-19 vẫn ngoài tầm kiểm soát và lãi suất vẫn rất thấp. Chuyên gia phân tích hàng hóa tại Anand Rathi says, ông Yuga Trivedi cho biết, sự bất ổn định ở Mỹ đang gây áp lực lớn cho giá vàng. Trong khi những dự đoán về việc có thêm các gói kích thích phục hồi nền kinh tế nhanh hơn hỗ trợ đô la Mỹ kịp thời. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tin tức của Tung Tâm. Một lần nữa, chúc các bạn có một ngày hạnh phúc và vui vẻ. Nếu các bạn muốn cập nhật nhiều tin tức hơn nữa thì hãy truy cập tung tâm.com.vn. Ở website sẽ có đầy đủ mọi tin tức về giá cả hàng ngày cũng như những kinh nghiệm sẽ rất bổ ích cho các bạn ở cuộc sống thường ngày. Đừng quên nhấn like và theo dõi kênh Tung Tâm để cập nhật tin tức trong ngày nhé. Cảm ơn các bạn.